Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được tiếp tục chia sẻ một video nữa liên quan đến tạo và lập tài khoản WeChat. Thì để tạo được một tài khoản WeChat thì các bạn chuẩn bị trước cho mình một chiếc điện thoại này, một chiếc SIM chính chủ, và điện thoại của bạn có thể kết nối được 3G hoặc Wi-Fi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn này là cách để tạo một tài khoản. Thì việc đầu tiên thì các bạn nên tải cho mình cái ứng dụng gọi là ứng dụng WeChat màu xanh đây. Có tên là WeChat. Những bạn nào mà sử dụng hệ điều hành Android ấy, thì các bạn có thể tạo vào CH Play, ứng dụng CH Play có sẵn trên hệ điều hành Android trên máy của các bạn đấy. Các bạn lên đó và tải về WeChat về. Còn hiện tại mình đang có sẵn, mình đang có một chiếc máy 6S đây. Thì mình đang sử dụng hệ điều hành iOS thì mình sẽ vào App Store này và tải về WeChat về. Thì hiện tại mình đã có ở đây rồi, mình đã tải sẵn rồi thì mình sẽ tiến hành đăng ký. Các bạn bắt đầu mở điện thoại lên nhé. Bây giờ đầu tiên mình sẽ mở WeChat lên này. Thì đây là cái cửa sổ giao diện đăng ký của WeChat, thì các bạn tiến hành đăng ký, bấm vào đăng ký này. Ở đây mình sẽ không chọn đăng ký bằng Facebook nhé. Vì nếu các bạn chọn đăng ký bằng Facebook thì các bạn vẫn phải qua một bước là xác minh qua số điện thoại và xác minh qua quét mã QR. Thì bây giờ mình sẽ đăng ký qua bằng số di động của mình này, đăng ký trực tiếp bằng số di động của mình này. Các bạn nên nhớ là các bạn nên đăng ký trực tiếp bằng số di động của các bạn nhé. Không nên đưa số cho bất kỳ ai mà hoặc là bên thứ ba, người ta sẽ yêu cầu các bạn đưa số cho người ta để người ta đăng ký hộ bạn, thì cái đấy không được đâu nhé. Tốt nhất là các bạn nên tự đăng ký bằng số điện thoại của các bạn rồi gửi cho bên thứ ba hoặc nhờ bạn bè bạn quét cho là được. Thế giờ mình sẽ tiến hành đăng ký bằng di động này. Ở đây thì các bạn có cái hình mặt cười này, thì các bạn chọn ảnh đại diện của các bạn vào thôi. Bên đây mình sẽ chọn này. Các bạn có thể chụp ảnh hoặc là chọn từ thư viện ảnh đều được. Ở đây mình đã có sẵn ảnh rồi thì mình sẽ chọn từ thư viện ảnh này. Chọn lại bất kỳ một cái ảnh này. Đó. Ấn xong này. Tên đầy đủ thì chỗ này gọi là nhập bí danh, thì các bạn muốn tên của mình tên là gì, hiện lên trên là gì thì các bạn gõ vào thôi. Ở đây mình sẽ lấy tên là Màn Thầu Audio. Khu vực thì các bạn ở đâu thì các bạn chọn đấy nhé. Ở đây mình đang ở Việt Nam, mình sẽ chọn Việt Nam này. Và điện thoại ở đây có ghi là +84 thì đằng sau nó sẽ các bạn sẽ ghi đầy đủ số điện thoại các bạn vào. Ví dụ như số của mình là 09 thì mình sẽ 0983 chẳng hạn, thì mình sẽ điền là 09 trở đi. Đây mình sẽ nhập là 0955. Thì mật khẩu các bạn điền mật khẩu các bạn vào thôi. Sau đó các bạn sau khi chọn nhập mật khẩu xong thì các bạn nhấn tích vào chỗ phần tôi đã đọc và chấp nhận điều khoản dịch vụ này và ấn chấp nhận và tiếp tục. Bước này thì nó sẽ hiển thị cái gọi là chính sách bảo mật WeChat, thì các bạn nào rảnh thì các bạn đọc lên đọc một chút nhé, còn không thì mình không đọc thì các bạn thì mình sẽ đánh dấu tích vào phần tôi đã đọc và đồng ý với cái điều khoản trên này và ấn tiếp này. Và phần xác minh bảo mật thì các bạn ấn bắt đầu này. Bước này thì các bạn chỉ cần di cái thanh màu xanh như này của nó này sao cho cái hình ảnh ở bên tay trái, các bạn kéo sang đây như này đó, để sao cho khớp cái phần bị khuyết này của cái bức ảnh đấy, để khớp cho các bạn nhé thì mới được này. Đó, đây hiện tại là đây là cái giao diện mới cập nhật của WeChat, thì cái bảng mã quét mã của nó như này, thì các bạn có thể nhờ bạn bè hoặc là người thân quét mã cho các bạn để tiến hành đăng ký WeChat, hoặc là nhờ bên thứ ba như bên mình chẳng hạn. Bên mình có dịch vụ về quét mã WeChat thì các bạn có thể tham khảo số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Đây mình sẽ lấy máy phụ của mình này, mình sẽ quét này. Đây là máy phụ của mình này, mình sẽ tiến hành quét này.
quét mã QR này, quét này, đó, nó sẽ hiện bảng bảng hiển thị như này, mình sẽ ấn confirm này, đó, đăng ký thành công này, cửa sổ bên này sẽ thay đổi này, sau đó các bạn sẽ ấn quay lại để đăng ký này, đóng này. Ở bước này nó sẽ được điện cho các bạn này, thì các bạn chỉ cần bạn mở lên để nghe xem nó thông báo mã code các bạn là gì này. Sau đó, sau khi hệ thống gọi điện cho các bạn xong thì các bạn điền cái mã nó vào. Ở đây hiển thị như này, tức là trước đó đã có một người đăng ký rồi theo số điện thoại này rồi, thì mình sẽ ấn là không và tiếp tục đăng ký này. Cái giao diện này thì ấn các bạn ấn tiếp theo cho mình này. Ấn nhấp vào tôi đã đọc và hiểu các xác nhận ở trên này. Ấn tiếp theo này. Tương tự cũng nhấp vào tôi đã đọc và thực hiện chính sách bảo mật này. Ấn xong này. Ở đây thì các bạn có thể bật hoặc là tắt những cái ứng dụng ở trong ngoài lề của WeChat này được nhé. Đây mình cứ mặc kệ cho nó như nào thì như thế thôi. Đó, sau đó ấn xong là được. Đồng ý và bật này. Đó. Như vậy là mình đã đăng ký xong cái tài khoản WeChat nó như thế này, tài khoản nó như thế này. Hiện tại mình chưa có bạn bè gì đâu nhé, thì mình chỉ có giao diện như này thôi. Đó, WeChat ID có sẵn hết rồi nhé. Đó, nó chỉ thế này thôi. Rất đơn giản đúng không ạ? Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cách đăng ký và tạo một tài khoản WeChat. Thực ra nó rất đơn giản thôi. Thì ở những video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi, thì các bạn có thể tham khảo lại. Còn về cái dịch vụ WeChat, quét mã WeChat thì các bạn có thể tham khảo ở bên mình với số điện thoại duy nhất nhé, số chính chủ nhé, mình tên là Khương nhé. Số điện thoại mình để ở trên màn hình của các bạn đấy. Thì các bạn nào có nhu cầu quét mã WeChat hoặc là mua tài khoản WeChat thì có thể nhắn tin sang cho mình. Số điện thoại Zalo. Ok, nếu có bất kỳ có khó khăn nào hoặc thắc mắc nào liên quan đến vấn đề tạo và tài khoản quét mã WeChat thì các bạn có thể nhắn qua cho mình nhé. Một nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.